Xin chào tất cả các bạn. Xin chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tôi là Đá Bích Hồng. Tôi là một người kinh doanh, đồng thời là một người đào tạo và chia sẻ trí tuệ. Sứ mệnh mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình đó chính là giúp 1 triệu bậc cha mẹ thay đổi về tư duy để có cuộc sống tự do về tài chính, giàu có và hạnh phúc, đồng thời đóng góp thế hệ con cháu của mỗi gia đình chúng ta là những người hiện tại tuấn kiệt, thế hệ sẽ kiến tạo nên đất nước ta trở thành thiên đường nơi đáng sống của con người. Và tôi luôn phải nhắc đi nhắc lại cái điều này trong tâm trí của mình, để trong công cuộc học tập và chia sẻ trí tuệ của mình, và rất vui khi chia sẻ với tất cả chúng ta về điều này. Và hôm nay chúng ta cùng khám phá cuốn kinh thư thứ 15, nguyên tắc thứ 11 tạo lập sự giàu có. Đó chính là nội dung của cuốn kinh thư này, nói rằng minh bạch là một sức mạnh. Vậy như chúng ta đã có cái câu nói, có một câu nói trong cuốn kinh thư nói rằng đừng nghĩ về những mục tiêu của bạn mà hãy nghĩ từ những mục tiêu của bạn. Nó chỉ khác nhau là một cái là nghĩ về và một cái là nghĩ từ cái mục tiêu của chính mình. Vậy hai cái điều này nó khác nhau như thế nào? Thì cái câu thứ nhất là khi bạn nghĩ về những cái mục tiêu của bạn, đúng không? Thì có nghĩa là bạn phải cố gắng, bạn phải nỗ lực và bạn phải hành động để bạn đạt được những cái mục tiêu đó. Đó. Vậy một câu hỏi là sẽ là điều gì xảy ra khi chúng ta không đạt được những cái mục tiêu của ta, đúng không ạ? Điều gì xảy ra khi mà chúng ta không đạt được cái những mục tiêu sau tất cả những cố gắng, tất cả những hành động, những tất cả những cái nỗ lực của chúng ta, và chúng ta không đạt được cái mục tiêu? Thì có một câu nói về trong cái tình huống này, có nghĩa là hoặc là tất cả hoặc không là gì cả. Khi mà chúng ta hành động theo cái suy nghĩ là về cái mục tiêu của mình, thì khi mà chúng ta luôn luôn phải nghĩ về những cái sự nỗ lực, những cái sự hành động, và khi mà sau tất cả những cái khó khăn nhọc nhằn này mà chúng ta lại không đạt được mục tiêu, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là hoặc là tất cả và rất hoặc là tất quả hoặc không là gì cả. Và rất nhiều người suy nghĩ theo cái hướng như thế này. Tôi lấy ví dụ trong một ví dụ như trong một cuộc thi marathon chẳng hạn, cả nghìn người, sau bao nhiêu ngày chúng ta phải luyện tập, sau bao nhiêu ngày chúng ta phải nỗ lực, đúng không? Nhưng mà giải thưởng chỉ dành cho 3 người về đầu tiên. Với 1.000 người chỉ có dành giải thưởng cho 3 người đầu tiên, sẽ là như thế nào nếu chúng ta là người về đích thứ tư? Thì có nghĩa là chúng ta cũng không đạt được giải gì, đúng không? Thì cái tình huống này nó giải thích cho chúng ta về cái tình huống thứ nhất, cái suy nghĩ thứ nhất, đó chính là hoặc là tất cả hoặc không là gì cả, đúng không? Nó không có giải thưởng cho người về nhì. Đó chính là một trong những cái câu nói tương tự trong cái tình huống như thế này. Vậy khi mà chúng ta suy nghĩ như thế này thì chúng ta hành động nó hầu như là nó không tạo cho chúng ta được cái sức mạnh, đúng không ạ? Còn cách nghĩ thứ hai là nghĩ từ những mục tiêu của bạn. Cái cách này thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào và hành động như thế nào? Cái cách nghĩ này thì chúng ta sẽ là chúng ta nghĩ như chúng ta đã hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta rồi. Điều đó có nghĩa là tất cả những cái kết quả, mục tiêu mà chúng ta đạt được, thì trong tâm trí của chúng ta đã hình dung chúng ta đã đạt được cái điều đó rồi. Chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng một cách rõ ràng trong tâm trí chúng ta là chúng ta đã đạt được cái điều đó là đó rồi. Và cái bước hành động chỉ là cái chốt cuối cùng để chúng ta đến được cái chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta đã nghĩ ở trong tâm trí của chúng ta thôi. Đó. Sự khác biệt là với cái suy nghĩ và cái nỗ với cái suy nghĩ cái thứ hai này thì bạn không cần phải nỗ lực. Đó. Bạn không phải nỗ lực để đạt được điều mà bạn mong muốn, bởi vì đơn giản là bạn đã đạt được nó rồi. Bạn đã đạt được cái điều đó trong tâm trí của mình rồi. Đó chính là bởi vì bạn đã tái hiện những hình ảnh các cái mục tiêu của bạn trong tâm trí của mình rồi. Do đó bạn không cần phải quá nỗ lực. Đó chính là hai cái điều khác biệt
của cái hai cái lối suy nghĩ mà chúng ta tôi đã nêu ra ở trên. Vậy có một thực tế rằng minh bạch chính là một sức mạnh. Có một thực tế rằng minh bạch chính là một sức mạnh. Sự minh bạch ở đây chính là cái sự tái hiện, sự tưởng tượng một cách rõ ràng cái kết quả mà chúng ta đạt được, và chúng ta hình dung chúng ta đã đạt được cái điều đó rồi. Và chính cái sự rõ ràng này sẽ tạo ra cho bạn một cái sự mạnh mẽ, tạo cho bạn một sự mạnh mẽ. Và khi mà bạn đối diện với những cái hiện thực mà nó không hề là dễ dàng, đúng không? Vậy cách nghĩ thứ hai sẽ tạo nên cho bạn một cái sức mạnh, sẽ tạo cho bạn một cái sức mạnh. Và cái cách nghĩ thứ nhất thì tạo cho bạn cái sự mệt mỏi, đúng không? Vậy để thành công, bạn không chỉ đơn giản nghĩ về nó mà phải phải xem như bạn đã đạt được nó rồi, và hành động chỉ là bước tái hiện lại những gì đã xảy ra trong tâm trí của chúng ta. Vậy bạn hãy nhớ đừng bắt tâm trí của bạn nghĩ về các hành động cụ thể. Điều này làm cho não bộ của bạn mệt mỏi, mà hãy để cho tâm trí tái hiện lại những hình ảnh, những mục tiêu của bạn. Nó càng rõ ràng, càng minh bạch thì sẽ càng có sức mạnh. Trên thực tế rằng sức mạnh không nằm ở các bước đi cụ thể, mà sức mạnh nó nằm ở cái việc bạn biết bạn đi tới đâu, và nó phải vô cùng là rõ ràng. Đó. Như vậy, sức mạnh không nằm ở sự nỗ lực, sức mạnh không nằm ở hành động, sức mạnh không nằm trên các kế hoạch, và sức mạnh cũng không nằm ở các bước đi cụ thể, mà sức mạnh nằm ở các mục tiêu rõ ràng của bạn. Đây là một điều bây giờ chúng ta mới biết, đúng không? Như trước kia chúng ta thường hay được dạy rằng phải nỗ lực, phải kỷ luật, phải hành động, phải thế này, phải cái kia, đúng không? Nhưng những cái điều này có tạo ra sức mạnh cho ta không? Chúng ta luôn luôn phải nghĩ, chúng ta phải kỷ luật, chúng ta phải hành động, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải nỗ lực. Cái điều này không làm cho tâm trí của chúng ta, tạo tâm trí cho chúng ta một sức mạnh, mà nó tạo stress cho chúng ta. Stress chính là một sự mệt mỏi. Vậy cái gì là tạo nên sức mạnh cho chúng ta? Đó chính là các cái phần thưởng. Đó chính là các phần thưởng, đó là các cái hình ảnh và các cái trí tưởng tượng của chúng ta khi chúng ta đã đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Khi mà chúng ta đã trí tưởng tượng chúng ta đã tái hiện ra những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái tất cả những cái điều mà nó rõ ràng trong tâm trí của chúng ta, khi mà chúng ta đã đạt được tất cả các mục tiêu của chúng ta rồi, thì chính cái điều này mới tạo ra cái sức mạnh cho chúng ta, chứ không phải là các kế hoạch, những các bước đi, những cái này những kia. Nó stress và nó tạo ra chúng ta sự mệt mỏi, chứ không hề tạo ra cho chúng ta cái sự sức mạnh. Nó không tạo ra chúng ta cái sự hưng phấn, nó không tạo năng lượng cho chúng ta để chúng ta đạt được các cái mục tiêu. Và thực sự thì trong thực tế thì nó không đẹp đẽ như thế, nhưng mà nó đẹp đẽ ở trong tâm trí của chúng ta rồi. Do đó nó tạo ra chúng ta cái sức mạnh để chúng ta đối diện với những cái thực tế nó không hề đẹp đẽ, nó không hề dễ dàng, đúng không ạ? Một ngôi nhà đúng không, một kiến trúc sư thiết kế ra một cái ngôi nhà, chúng ta là chủ nhà đi, nếu chúng ta không hình dung ra cái ngôi nhà mà khi chúng ta đã ở trong đó rồi, khi nó đã hoàn thành rồi, thì chúng ta chỉ đối diện với cái sự ngổn ngang, vật liệu ngổn ngang, một cái mớ hỗn độn như một cái đống rác, thì làm sao chúng ta có thể có được những cái hào hứng để chúng ta làm việc, đúng không? Chúng ta luôn phải đối diện với những cái bề bộn của những cái đống vữa, rồi đống gạch đá, rồi những cái đống lổn nhổn chả có thú gì cả, như cái đống khỉ gió ấy, đúng không? Chúng ta không hề có hào hứng gì những cái đống khỉ gió khi mà chúng ta đang xây dựng dở nhà, mà chúng ta chỉ hào hứng khi chúng ta tưởng tượng là nó đã xong, cái ngôi nhà của chúng ta nó đã xong, và chúng ta ở trong đó, ta enjoy như thế nào trong cái ngôi nhà đó. Thì cái mục tiêu của chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy enjoy với những cái đẹp đẽ khi nó đã hoàn thành, chứ đừng bắt chúng ta phải bảo chúng ta phải làm thế này, phải làm thế kia, phải xây nhà thế này, phải xây nhà thế kia. Những cái điều đó chỉ gây cho chúng ta cái sự mệt mỏi thôi. Và đây chính là một bí quyết nhá, đây chính là một bí quyết để chúng ta có được những cái sức mạnh. Thì cái sự minh bạch đó là cái
chúng ta đã tưởng tượng chúng ta ở trong cái ngôi nhà đó rồi, và nó đã rõ ràng, rất là rõ ràng trong tâm trí của chúng ta, giống như cái bản thiết kế 3D mà người kiến trúc sư đã đưa cho chúng ta, thì chúng ta phải là người kiến trúc sư cho tất cả những cái mục tiêu của chúng ta rồi. Chúng ta là người gây dựng lên nó, gây dựng lên những cái hình ảnh trong tâm trí của chúng ta rồi. Chúng ta là kiến trúc sư của cuộc đời của chúng ta, và kết quả chúng ta phải luôn luôn hình dung vào cái kết quả mà chúng ta đang đạt được, chứ đừng tập trung vào những cái bước đi, phải kế hoạch thế này, phải nỗ lực thế kia, đừng tập trung vào những cái điều đấy. Đây chính là một trong những cái bí quyết để giúp chúng ta có được cái sức mạnh để chúng ta đến được với cái mục tiêu của chúng ta. Đó chính là cái nội dung trong cái cuốn ghi thư thứ 15 này. Đó. Có một câu nói: thành công đôi khi chỉ là niềm tin. Khi bạn đã tin về một cái điều gì đó, hoặc bạn mới có đủ cái sức mạnh để vượt qua khó khăn trên con đường dẫn đến thành công. Và sự thật là nếu mục tiêu của bạn rõ ràng đến mức bạn có thể nhìn thấy nó, bạn có thể nghe thấy nó, bạn có thể ngửi thấy nó, bạn có thể nếm được nó, thì nếu như bạn không có được cái sự rõ ràng này thì bạn rất khó có thể đạt được tới cái sự thành công của mình. Vậy để có được sự giàu có, bạn phải nhìn thấy nó. Bạn phải nhìn thấy cái sự giàu có, bạn phải thấy chính mình trong cái sự giàu có. Để được giàu có thì bạn phải nghe thấy âm thanh của sự giàu có, bạn phải nghe thấy âm thanh của mình trong cái sự giàu có của chính mình. Và để có được cái sự giàu có thì bạn phải ngửi thấy cái sự giàu có. Có nghĩa là sao? Bạn phải ngửi thấy chính mình trong cái sự giàu có. Trong những cái ý nghe thấy, ngửi thấy và nhìn thấy, thì điều này nó muốn hàm ý rằng chúng ta hãy đắm chìm trong nó. Chúng ta hãy tưởng tượng và chúng ta đắm chìm trong cái sự giàu có của chính mình, đúng không? Và chính cái sự rõ ràng và chúng những cái tưởng tượng này, những cái cảm giác, những cái feeling, đúng không? Những cái cảm xúc của chúng ta khi chúng ta enjoy về nó, chúng ta cảm thấy vui thích về nó, và chúng ta cảm nhận ra như là chúng ta đang đắm chìm vào trong nó, thì đó chính là một sự minh bạch trong tâm trí của bạn. Và tất cả những gì hiện hữu trên thực tế, trên ngoài đời thực, tất cả những vật chất ngoài đời thực, chẳng qua nó là sự đó là sự sáng tạo lại lần thứ hai trong cuộc đời của bạn. Và lần thứ nhất đó chính là trong tâm trí của bạn. Thì cái sự minh bạch ở đây ý nói là bạn hãy xây dựng một cái sự rõ ràng, càng rõ ràng trong tâm trí của bạn càng tốt. Và cái hành động của bạn chỉ là tái hiện lại những cái gì trong tâm trí của bạn thôi. Vậy tất cả mọi thứ thuộc về đời thực phải được trải nghiệm trong trí óc chúng ta trước tiên. Và hiện thực là hệ quả, chứ không phải là nguyên nhân để chúng ta trở nên giàu có. Nếu như chỉ trông chờ vào hiện thực mà không thực hiện trong tâm trí của bạn, thì kết quả là mọi thứ sẽ y như cũ mà không hề có sự thay đổi. Đó, chúng ta đừng chờ hiện thực để nó xảy ra với ta, mà chúng ta phải kiến tạo nó trong tâm trí của chúng ta trước, và sau đó chúng ta hành động chỉ là tái hiện những cái gì trong tâm trí của chúng ta thôi. Đúng không ạ? Thì đây là bí quyết trở nên giàu có trong cái cuộn kinh thư thứ 15 này. Đó chính là các bạn để có được cái sự giàu có, bạn hãy rõ ràng, minh bạch trong tâm trí của mình về cái điều mà chúng ta muốn đạt được, và chúng ta phải enjoy nó, chúng ta phải đắm chìm nó, và chúng ta phải cảm nhận thấy nó hàng ngày một cách rõ ràng trong tâm trí của bạn, một cách kỳ là rõ ràng và như là chúng ta đã ở trong đó rồi. Và khi chúng ta hành động là chúng ta chỉ tái hiện lại những cái gì trong tâm trí của chúng ta thôi. Và đây chính là cái bước đi, một cái bước đi bí quyết để chúng ta tiến đến cái cuộc sống giàu có của chúng ta. Đó chính là tái hiện những cái sự giàu có trong tâm trí của chúng ta. Chỉ thế thôi ạ. Đúng không? Cái bước này đó chính là cái bước đi thông minh nhất, chứ không phải là bạn kỷ luật, đúng không? Kỷ luật rồi là phải nỗ lực, phải chúng ta phải hô hào, chúng ta phải cố gắng, nhưng cái đó tâm trí của chúng ta nó không thích.
nó không thích và nó không tạo ra năng lượng cho chúng ta. Và hãy hãy tạo ra các cái phần thưởng trong tâm trí của chúng ta, và nó sẽ đẩy bạn đi, nó sẽ đẩy bạn đi, và nó đi rất là nhẹ nhàng, nó không cần phải nỗ lực đó. Bởi vì nó muốn tìm những cái đó thì nó tâm trí của bạn, tiềm thức của bạn sẽ đẩy bạn để bạn tạo thác ra những cái điều mà nó gây dựng trong tâm trí của bạn. Đó chính là bí quyết của cuốn kinh thư thứ 15 này. Và hôm nay chúng ta đã đi được nửa chặng đường, đúng không ạ? Thực sự là để đi được hết cái chặng đường này, chúng ta cũng phần có cũng phải có một cái sự nỗ lực. Bản thân tôi cũng phải cố gắng để chúng ta đi đến những cái chúng ta tưởng tượng ra cái sự thành công của chúng ta, đúng không? Khi mà sau khi chúng ta đã đi hết cái chặng đường thì chúng ta đã gây dựng ra được cái sự giàu có trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta khi mà chúng ta đã gây dựng được cái sự giàu có trong tâm trí của chúng ta rồi, thì cái bước hành động của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ hành động để chúng ta những cái gì mà chúng ta tái hiện trong tâm trí của chúng ta thôi. Và đó là ý nghĩa của cái hành trình 33 ngày, để 33 ngày khám phá ra 33 cuộn kinh thư giàu có, và chúng ta thực hành theo những cái cuộn kinh thư này, đúng không? Khi mà chúng ta thực hành những cái gì trong cuộn kinh thư đã dạy cho chúng ta, thì để chúng ta có được những thành công. Thực sự tôi không biết là cái hiệu quả của nó hiệu quả đến đâu, nhưng mà cái gì nó khi mà những người thành công dạy cho chúng ta và chúng ta chỉ việc bắt chước theo những người thành công, thì đó chính là con đường dẫn đến những cái người thành công đã đạt được. Và chúng ta tin tưởng về điều đó, chúng ta tin tưởng vào điều đó, và chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ hành động một cách kiên trì để chúng ta đi đến cuối cái con đường của chúng ta. Và chúc các bạn có một cái cuộc sống, cái đích cuộc sống đó là chính sự tự do về tài chính, giàu có. Và như cuốn kinh thư trước chúng ta đã nói, và có tối thiểu là 6 cái sự tự do của chúng ta, và đó chính là cái đích mà con đường đó chính là cái đích của sự trên cái con đường mà chúng ta đang nỗ lực tiến đến. Và vô cùng biết ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của tôi, và chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, bước trên cái con đường của sự giàu có. Vô cùng cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.